rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Vị thuốc quanh ta. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những công dụng cũng như là những bài thuốc từ cây bạch hoa xà. Trước tiên thì mời quý vị và các bạn cùng đến với lại một clip giới thiệu về đặc điểm của loại cây này ạ. Cây bạch hoa xà còn được gọi với một số tên khác như bạch tuyết hoa, cây đuôi công hoa trắng, cây lá đinh. Bạch hoa xà là cây thân thảo có chiều cao từ 30 đến 60cm, có gốc dạng thân rễ, thân có đốt và nhẵn. Lá bạch hoa xà mọc so le, hình trứng hoặc hình trái xoan, đầu lá nhọn, phía cuống lá hơi ôm vào thân, phiến nguyên, mặt lá nhẵn, mặt dưới lá có màu hơi trắng nhạt. Hoa của cây bạch hoa xà có màu trắng, mọc thành bông ở đầu cành hay kẽ lá. Đài hoa hình trụ có phủ lông dính, tràng hoa dài gấp đôi đài hoa. Mùa hoa của cây gần như quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào tháng 5 và tháng 6. Bạch hoa xà có khả năng thích nghi với đa dạng điều kiện khí hậu, nhưng cây thường mọc chủ yếu tại khu vực nhiệt đới. Tại Việt Nam, cây bạch hoa xà phát triển khá mạnh bởi khí hậu nóng ẩm gần như quanh năm. Cây phần lớn mọc tự nhiên, không cần chăm sóc nhiều mà vẫn sinh trưởng tốt. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học chỉ ra rằng trong cây bạch hoa xà chứa đến hơn 170 hợp chất. Trong dân gian, người ta thường dùng bạch hoa xà để chữa chứng bệnh ngoài da, hỗ trợ điều trị đau khớp, chấn thương va đập. Bộ phận dùng làm thuốc của bạch hoa xà là toàn cây, rễ, lá. Rễ, lá được thu hái quanh năm. Theo đó, rễ thường được đào về rửa sạch, cắt đoạn ngắn rồi phơi khô, cất dùng dần, còn lá thường được dùng tươi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về công dụng cũng như là những bài thuốc từ cây bạch hoa xà thì trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta còn có sự đồng hành của y sĩ Hoàng Thị Thúy Hồng, trạm y tế xã Pomlot, huyện Điện Biên. Dạ vâng, xin chào y sĩ ạ. Vâng, chào em, chào khán giả. Dạ vâng, vậy thưa y sĩ là trong đông y thì không biết là loại cây bạch hoa xà này thì được biết đến với những công dụng là gì thưa y sĩ ạ? Cây bạch hoa xà nó rất là nhiều công dụng em ạ. Trong đông y thường dùng như cây bạch hoa xà như là dùng rễ này, lá tươi của loại cây này. Như là giảm đau này, giải độc này, sát trùng này. Đặc biệt bạch hoa xà còn điều trị xấu một số bệnh như là cao huyết áp này, đau dạ dày và xương khớp ạ. Dạ vâng, vậy y sĩ có thể chia sẻ một số bài thuốc cụ thể có sử dụng loại cây này ạ? Sau đây tôi sẽ chia sẻ một số bài thuốc sử dụng cây này ạ. Thứ nhất như là chữa cao huyết áp này, dùng 16 gram toàn cây bạch hoa xà này, 20 gram lá dâu này, 12 gram hoa đại này, 16 gram khuyết minh tử này, cỏ xước và ích mẫu mỗi vị là 12 gram, sắc uống 1 ngày và 1 thang. Trị bong gân này, say khớp và tê nhức mỏi này, dùng 20 gram rễ bạch hoa xà và 16 gram cam thảo đất, đem sắc uống ngày 1 thang này, chữa mụn nhọt này, đau sưng cái cho chấn thương này thì chuẩn bị là lá tươi hoặc rễ non của cây bạch hoa xà, đem giã lát sau đó quấn xung quanh vết thương 1 đến 2 lớp gạc rồi tắp lên trên 30 phút rồi tháo ra. Người dân ở quanh đây họ có lấy về để sử dụng không thưa y sĩ ạ? Dạ có. Mình đã hướng dẫn họ cách sử dụng như thế nào ạ? Dạ mình cũng bảo là cũng hướng dẫn là lấy lá hoặc là rễ cho bệnh nhân về dùng. Cũng như những loại cây khác thì khi sử dụng bạch hoa xà thì mình cần lưu ý những gì thưa y sĩ ạ? Vâng, mình sẽ lưu ý theo những điều sau ạ. Cây bạch hoa xà là một số loại có tính dược mạnh này, nên thường được chỉ dụng ra ngoài da này, sử dụng thành nước uống phải đúng liều lượng này. Rễ bạch hoa xà thường có chất bromazin này, có mùi hắc có thể gây bỏng da và sung huyết này. Chính vì vậy khi đắp vết thương nếu có thấy bỏng rát phải rửa sạch ngay và ngừng sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng thành phần của cây bạch hoa xà cho phụ nữ có thai ạ. Quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những chia sẻ mà y sĩ Hồng vừa mới gửi đến thì quý vị và các bạn đã có những cái hiểu biết về công dụng cũng như là những bài thuốc của cây bạch hoa xà. Và đến đây thì chuyên mục Vị thuốc quanh ta tuần này của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.